Gia Bảo Luxury, trao gửi báu vật của thời gian. Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Gia Bảo Luxury. Ngày hôm nay thì chúng tôi đã quay trở lại với việc sẽ đánh giá một chiếc đồng hồ là một phiên bản đặc biệt được giới thiệu vào năm 2017 nhân sự kiện triển lãm đồng hồ Patek Philippe tại Mỹ, thành phố New York. Và đó là chiếc đồng hồ gì thì chúng ta cùng tìm hiểu ngay trong video này các bạn nhé. Nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay là một chiếc đồng hồ Patek Philippe mang mã hiệu là 7130R dành cho nữ giới. Và chiếc đồng hồ này thì không phải là một phiên bản 7130, một chiếc đồng hồ World Time dành cho nữ giới phiên bản thông thường, mà đây là một chiếc đồng hồ được giới thiệu tại sự kiện Exhibition, tức là sự kiện triển lãm 2 năm một lần của Patek. Và chiếc đồng hồ này được giới thiệu vào năm 2017. Điểm qua một chút về dòng đồng hồ World Time thì khi nhắc đến đồng hồ World Time mà nhất là của Patek thì chúng ta có thể liên tưởng ngay đến những chiếc World Time hiện tại đang được đấu giá với mức giá trên 1 triệu đô và thậm chí là vài triệu đô, bởi được sáng tạo và được thiết kế bởi ngài Louis Cartier. Thì ông là một người đặt nền móng và khai sinh cho cái dòng đồng hồ World Time với những cái múi giờ, với những địa danh ở trên mặt số của đồng hồ. Và khá là tiếc bởi vì trước đây đã có múi giờ Sài Gòn ở trên mặt số của những chiếc đồng hồ World Time của ngài Louis Cartier thay vì Bangkok như hiện tại đó. Tại sự kiện năm 2017 Patek Philippe Exhibition đấy thì đa phần giới thiệu tới 3 phiên bản World Time, thì trong đó cái phiên bản mà đắt giá nhất và được nhiều người săn lùng nhất đó chính là cái phiên bản là mang mã hiệu là 5531. Và chiếc đồng hồ World Time đó thì phải nói là một tuyệt phẩm với cái mức giá hiện tại bây giờ khoảng trên dưới 1 triệu đô đó, với ở trung tâm của mặt số đấy chính là Manhattan Skyline, nhưng được enamel vẽ men rất là đẹp. Và chức năng của chiếc đồng hồ đó, ngoài chức năng World Time thì còn có chức năng là điểm chuông. Đó là một chiếc đồng hồ phải nói là siêu phẩm. Ok, quay trở lại với chiếc 7130 này thì chúng ta hãy cùng điểm qua một chút về thông số của chiếc đồng hồ 7130 dành cho nữ giới. Thì chúng ta có thể thấy được đây là một chiếc đồng hồ với lớp vỏ bằng vàng hồng và có đường kính là 36mm. Thì chiếc đồng hồ này rất rõ ràng là dành cho nữ, và nam tay nhỏ đeo thì thực sự không có phù hợp một chút nào. Chiếc đồng hồ này thì với lớp vỏ bằng vàng hồng, được đánh bóng toàn bộ với vành bezel, thì có 62 viên kim cương với tổng trọng lượng là 0.82 carat. Và góc 10 giờ của chiếc đồng hồ này thì chúng ta sẽ có một nút bấm, và nút bấm này chính là cái nút bấm mà để chỉnh cái múi giờ. Đáy của chiếc đồng hồ này là một cái đáy bằng kính sapphire và cho phép chúng ta chiêm ngưỡng cái cỗ máy 240 ở phía bên trong. Tuy nhiên đáy của chiếc đồng hồ này hơi khác một chút. Cái lớp kính sapphire này nó có một cái dòng chữ là Patek Philippe New York 2017 đó. Thì cỗ máy này tôi điểm qua luôn một chút về, đây là một cái cỗ máy là mang mã hiệu 240 rotor khuy áo, thì với 33 chân kính hoạt động ổn định ở 21.600 nhịp trên 1 giờ. Chiếc đồng hồ này nếu mà lên full J-COB thì có thể hoạt động ở trên dưới 50 tiếng, theo như nhà sản xuất là khoảng 48 tiếng. Thì chức năng World Time này rất là phù hợp với những khách hàng mà thường xuyên làm việc qua lại với những đối tác ở khắp các múi giờ, hoặc là thường xuyên bay qua lại giữa các múi giờ. Còn nếu mà chúng ta chỉ có quan tâm đến 1 đến 2 múi giờ hoặc là 3 múi giờ thôi thì chúng ta nên sử dụng một chiếc đồng hồ với chức năng GMT thì nó sẽ phù hợp hơn là một chiếc World Time. Về chiếc đồng hồ này thì như tôi đã đề cập, đây là một chiếc đồng hồ rất đặc biệt nhân cái sự kiện kỷ niệm Patek Exhibition năm 2017 ở tại New York, với mức giá retail dành cho chiếc đồng hồ này chỉ khoảng tầm 47.000, nhưng hiện tại với một chiếc đồng hồ mới giao dịch ở ngoài thị trường như Joma Shop hay là một số kênh phân phối ở trên internet chúng ta có thể tham khảo được, thì nó có giá dao động khoảng 70.000 USD đó. Thì chúng ta có thể thấy được là chúng ta không thể mua được với cái mức giá retail cho một chiếc đồng hồ như thế này nữa. Chúng ta hãy để dành cái phần mà hấp dẫn nhất ở phần cuối của video, đó chính là chúng ta cùng chiêm ngưỡng mặt số của chiếc đồng hồ này. Thì đây, mặt số của chiếc đồng hồ này như quý vị đang chiêm ngưỡng, đây là một bức tranh thể hiện là Manhattan Skyline. Thì Manhattan là một cái quận ở thành phố New York, cái quận mà đông đúc nhất, sầm uất nhất ở New York. Và Skyline nó là gì? Theo cái thuật ngữ kiến trúc mà như tôi tìm hiểu thì đây nó chính là một cái quang cảnh tổng thể của thành phố khi kết hợp với những cái tòa nhà cao tầng và các cái công trình kiến trúc chọc trời, thì nó sẽ tạo ra những cái phần tách biệt nhau. Hoặc là có thể hiểu đơn giản hơn ấy, thì skyline chính là cái đường chân trời nhân tạo
do tổng thể cái cấu trúc của thành phố tạo nên. Thì mỗi một cái đường chân trời ở mỗi một thành phố thì nó tạo nên những cái đường, tức là tạo nên những cái quang cảnh khác nhau. Và với chiếc đồng hồ này, đó chính là Manhattan Skyline. Thì chúng ta có những cái skyline nổi tiếng nữa ở đâu thì chúng ta có thể điểm đến, đó chính là ở tại Hồng Kông này, Hồng Kông Skyline này, Singapore này và Thượng Hải. Đó là những cái skyline rất là đẹp ở trên thế giới. Ở Việt Nam chúng ta thì còn có skyline ở tại thành phố Hồ Chí Minh hay là Đà Nẵng. Đó, chúng ta sẽ thấy được là Manhattan Skyline được Patek làm rất là đẹp, phải nói là rất là chỉn chu. Và hãng đã làm, phải nói là không làm chúng ta thất vọng. Khi zoom vào trên lăng kính của chúng tôi thì chúng ta phải thấy được là wow, tại sao hãng có thể làm được cái sự độ hoàn thiện nó tuyệt vời như vậy. Phía dưới nó là sông hồ, ở trên, ở phía bên trên đó chính là những cái tòa nhà chọc trời ở Manhattan. Nó tạo ra một cái quang cảnh rất là đẹp mắt. Và chiếc đồng hồ này, trước khi kết thúc thì chúng ta hãy cùng nhìn ở trên cái phần mặt số nhỏ, cái đĩa trung tâm của chiếc đồng hồ này, thì chúng ta sẽ thấy được các cái cọc số, nó là cọc số chỉ giờ dạng button, là dạng cọc ấy, được làm bằng vàng đính nổi lên. Kim của phiên bản này thì nó giống như những phiên bản World Time 7130 hay là 5230 hiện tại. Kim giờ thì được làm lấy ý tưởng từ chòm sao Nam Thập Tự, đúng chính xác là chòm sao Nam Thập Tự. Đó, kim giờ. Và chúng ta sẽ thấy được những địa danh được Patek in lên, dập lên là màu xanh. Đó, nhược điểm ở phiên bản này có thể nói đó chính là chúng ta sẽ không thấy sự chuyển động ở trên mặt số. Đó là một điểm mà tôi nói, với một chiếc đồng hồ cơ khí thì chúng ta sẽ thấy nó khá là nhược điểm đó. Nếu mà chúng ta đeo thường xuyên ở trên tay và chúng ta không có một cái gì đấy, không có một sự chuyển động, thì dễ là chúng ta thấy một chiếc đồng hồ không biết là khi nào nó đang hoạt động hay khi nào nó đang bị dừng, thì đó cũng là một nhược điểm. Và đây cũng là cuối của video này rồi. Thì quý vị khán giả có suy nghĩ như thế nào về chiếc đồng hồ Patek Philippe World Time phiên bản kỷ niệm 7130 này, thì hãy đừng ngần ngại comment ở phía dưới video. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả trong những video tiếp theo.